Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, theo giáo sư Carl Thayer, ai sẽ lên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khóa 2021 đến 2026 Đại hội Đảng 13. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiều khả năng sẽ trở thành người lãnh đạo cao nhất, còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có thể sẽ không được ngoại lệ về tuổi tác để tiếp tục tại vị. Một nhà quan sát tình hình Việt Nam nói với phóng viên nhân kết thúc Hội nghị Trung ương 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị toàn thể lần thứ 12 Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua để bàn về tiêu chuẩn, cơ cấu và cách thức tuyển chọn nhân sự cho dàn lãnh đạo mới cho Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 13 của Đảng, dự trù sẽ diễn ra vào đầu quý 1 năm 2021 tới đây. Như thường lệ, bản tin của Thông tấn xã Việt Nam không cho biết gì nhiều về những gì được các ủy viên Trung ương bàn thảo sau cánh cửa khép kín. Ngoài nhắc lại những tiêu chuẩn thường nghe như bản lĩnh chính trị vững vàng, không tham nhũng, không tham vọng quyền lực, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trí tuệ tầm nhìn, vân vân. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những nguyên tắc sắp xếp nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay và thành phần của Bộ Chính trị, đương nhiên cũng như hoạt động của một số nhân vật nổi bật trong thời gian qua, các nhà quan sát có thể đưa ra những dự đoán sát với thực tế. Trước hết, 4 vị trí cao nhất đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội vốn thường được gọi là tứ trụ phải nằm trong số các ủy viên Bộ Chính trị hiện thời và vẫn còn trụ lại trong Bộ Chính trị mới. Thứ hai, giới hạn độ tuổi không cho phép ủy viên Bộ Chính trị ở lại một nhiệm kỳ nữa nếu như quá 65 tuổi, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Ngoại lệ này từng đã giúp cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ tại Đại hội 13 khi ông đã quá tuổi. Ngoài ra, vấn đề sức khỏe hay có bị kỷ luật hay không cũng là những nhân tố quyết định một ủy viên Bộ Chính trị nào đó có trụ lại được hay không. Trong số 19 ủy viên Bộ Chính trị, sau 5 năm chỉ còn lại 15 người sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị ngồi tù, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huỳnh lâm bệnh và cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bị kỷ luật. Ông Hải vẫn chưa bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị. Xét về tuổi tác thì các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Xuân Lịch, Tòng Thị Phóng, Trương Hòa Bình, Trần Quốc Vượng đều sẽ phải về hưu. Như vậy chỉ còn lại 7 người đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh các vị trí trong tứ trụ, có bao gồm Bộ trưởng Công an Tô Lâm sinh năm 1957, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính 1958, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại giao Bộ trưởng Phạm Bình Minh, trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai sinh năm 1958, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ 1957, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình 1961 và trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng sinh năm 1970. Tuy nhiên, theo tường thuật của báo chí trong nước thì Hội nghị Trung ương vừa bế mạc cho biết sẽ có ngoại lệ về tuổi tác dành cho trường hợp đặc biệt, giống như trường hợp của Nguyễn Phú Trọng hồi năm 2016. Trao đổi với phóng viên từ Úc, ông Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, người chuyên theo dõi tình hình Việt Nam trong nhiều năm, nhận định rằng ngoại lệ này sẽ được trao cho ông Trần Quốc Vượng, người đang được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí Tổng Bí thư. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 đến năm 2021 sẽ là 68 tuổi, tức là quá tuổi quy định để ở lại Bộ Chính trị. Nếu ông có trở thành Tổng Bí thư thì với tuổi tác đó, nhiều khả năng ông Vượng cũng không thể làm 2 nhiệm kỳ. Về khả năng Thủ tướng Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được trao ngoại lệ như ông Vượng, nhất là khi cả hai vị này đều mới làm một nhiệm kỳ Thủ tướng, cũng như ông Phúc, như ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tân Dũng đều làm 2 nhiệm kỳ. Giáo sư Carl Thayer cho rằng theo tiền lệ lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngoại lệ chỉ dành cho Tổng Bí thư mà thôi. Tôi không thể nói là không thể có, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ cho việc này, ông nói, nhưng cũng lưu ý rằng thẩm quyền để quyết định ngoại lệ cho ai thuộc về Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu như cả ông Phúc và bà Ngân cùng ở lại thì Bộ Chính trị cũ sẽ có đến 10 người ở lại. Khi đó số người mới được bầu vào có thể từ 7 đến 9 người sẽ ít hơn con số ở lại. Điều này sẽ dẫn đến sự thiếu hụt lớn về thế hệ ở những khóa sau khi những người lớn tuổi về hưu hết. Do đó, giáo sư Carl Thayer cho rằng khả năng này khó có thể xảy ra. Ông Phúc lúc đầu có loạng choạng về vụ thải độc Formosa ở tỉnh Hà Tĩnh ở miền Trung, nhưng ông ấy khôi phục lại vị thế và làm rất tốt trong dịch virus Vũ Hán. Bà Ngân cũng làm rất tốt trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Bà ấy là một trong hai người được tín nhiệm nhiều nhất khi Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, giáo sư Carl Thayer phân tích. Họ không thể làm nhiều hơn 2 nhiệm kỳ, nhưng có thêm nhiệm kỳ thứ 2 không phải là chuyện đương nhiên. Yêu cầu tuổi tác có thể là bất lợi cho họ. Về khả năng ông Phúc và bà Ngân có được ngoại lệ hay không nếu như được xem là ứng cử viên cho vị trí Tổng Bí thư cùng với ông Vượng, ông Carl Thayer cho rằng không có khả năng vì cả sự nghiệp chính trị của ông Phúc và bà Ngân đều đi lên từ bộ máy chính quyền chứ không phải là bộ máy đảng như ông Vượng. Ông Phúc cả đời làm trong bộ máy chính phủ, từ lãnh đạo địa phương ở Quảng Nam được cất nhắc vào chính phủ trung ương nên ông ấy không có kinh nghiệm hay thành phần ủng hộ trong đảng, ông phân tích. Bà Ngân cũng bị giới hạn, bà ấy từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Thương mại trong chính phủ. Bà ấy làm việc rất lâu trong Quốc hội, nhưng bà ấy là phụ nữ, lại là người miền Nam, đã có lập luận cho rằng Tổng Bí thư phải là người miền Bắc. Ngoài ra, Việt Nam đã chuẩn bị cho một phụ nữ làm lãnh đạo chưa? Về phần ông Trần Quốc Vượng, giáo sư Carl Thayer đánh giá ông ấy là người trong đảng, nên nền tảng của ông ấy là hệ thống đảng. Ông ấy đã là cánh tay mặt của ông Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và ông ấy có sự ủng hộ trong đảng. Như vậy, theo giáo sư Carl Thayer, ngoài ông Vượng, khó ai cạnh tranh được trong vai trò Tổng Bí thư. 8 trụ còn lại sẽ đến từ 7 ủy viên Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tại vị trong khóa mới. Về chức Thủ tướng Chính phủ, ông cho rằng phải là người có nền tảng làm việc và hiểu biết về kinh tế vững vàng. Do đó, các ông bà như Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh hay Trương Thị Mai đều không phải là ứng viên phù hợp. Do đó, chỉ có 2 người có thể cạnh tranh chức Thủ tướng, đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ông Bình từng nằm trong chính phủ với vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong khi ông Huệ từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương rồi Phó Thủ tướng. Ông Carl Thayer lưu ý rằng do đã từng là Phó Thủ tướng nên ông Huệ là người có khả năng nhất trở thành Thủ tướng mới của Việt Nam. Về chức Chủ tịch Quốc hội, theo ông Carl Thayer cho rằng sẽ có người đang làm từ bên đảng chuyển qua làm Quốc hội, hoặc là Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai, hoặc là Trưởng Ban Tổ chức Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Carl Thayer nghiêng về khả năng bà Mai được chọn hơn vì những yếu tố về giới tính. Nếu chúng ta nghe những gì đảng bàn luận thì họ nên cho phụ nữ, dân tộc thiểu số trong Ban Chấp hành Trung ương cũng như trong các vị trí lãnh đạo, ông lưu ý. Về chức Chủ tịch nước vốn đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thâu tóm sau khi ông Trần Đại Quang từ trần giữa chừng. Vị giáo sư này cho rằng khó đoán, nhưng ông chỉ ra 2 cái tên tiềm năng là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Ngoại giao, đó là ông Phạm Bình Minh. Ông lưu ý rằng cố Chủ tịch Trần Đại Quang cũng từng đi lên từ Bộ trưởng Công an, trong khi Phạm Bình Minh làm tốt vai trò Ngoại trưởng, nhưng toàn bộ sự nghiệp của ông ấy chỉ gói gọn trong lĩnh vực ngoại giao. Chủ tịch nước sẽ là một vị trí hoàn toàn mới mẻ đối với ông Phạm Bình Minh, ông nhận xét, nhưng cũng lưu ý rằng đã có trường hợp như ông Trần Đức Lương vốn chuyên môn là nhà địa chất, sau cũng trở thành Chủ tịch nước. Bình luận về những ai có khả năng sẽ vào được Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Carl Thayer lưu ý rằng nếu giữ nguyên con số 19 thì sẽ phải bầu thêm 11 ủy viên Bộ Chính trị mới, trừ 7 người cũ ở lại và một số trường hợp ngoại lệ như ông Trần Quốc Vượng. Tuy nhiên, ông cho rằng theo quy tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay thì các ủy viên Bộ Chính trị thường đến từ cái nôi đào tạo là Ban Bí thư, do đó ứng viên hàng đầu hiện nay là các Bí thư Trung ương Đảng. Ngoài ra, 3 vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an nếu bỏ trống do các vị đương nhiệm cất nhắc lên tứ trụ hoặc về hưu thì sẽ có các ủy viên Bộ Chính trị mới đến từ bộ máy này để đảm bảo đảm nhiệm chức Bộ trưởng. Hơn nữa sẽ có thêm 2 ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thay cho các ông Vương Đình Huệ, nhiều khả năng sẽ lên làm thủ tướng và Nguyễn Thiện Nhân sẽ về hưu. Do đó, giáo sư Carl Thayer chỉ ra một số ứng viên tiềm năng cho Bộ Chính trị là Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người mà ông đánh giá là làm xuất sắc trong công cuộc phòng chống đại dịch virus Vũ Hán, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Nguyễn Xuân Thắng và Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Cường rất có khả năng lên làm Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp thay cho Ngô Xuân Lịch. Ông Carl Thayer nhận định vì đã có tiền lệ là ông Lịch cũng từng đi lên từ vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngoài Ban Bí thư, bên Chính phủ, Quốc hội và các ban của Đảng cũng sẽ có người vào Bộ Chính trị, ông nói thêm. Khi được hỏi về tầm chi phối của ông Nguyễn Phú Trọng về vấn đề nhân sự tại Đại hội 13, ông Carl Thayer nói ông Trọng sẽ đóng vai trò rất lớn và rất tích cực. Ông ấy có thể có quyền phủ quyết đối với các lựa chọn nhân sự, ông Carl Thayer nói, tức là ông ấy có thể cho ai đó xuống nếu tìm được người khác thay thế. Vào lúc này, ông Trọng không thể chi phối hoàn toàn, nhưng ông ấy là người cao hơn hết trong nhóm đồng đảng. Ông ấy đã có thể bồi dưỡng người kế nhiệm Trần Quốc Vượng, mặc dù rõ ràng là mọi việc còn cần phải được Ban Chấp hành Trung ương phê chuẩn, ông phân tích. Nếu quy mô của Bộ Chính trị mới cần nhiều người thì ông Trọng có nhiều không gian hơn để vận động, còn nếu Bộ Chính trị mới nhỏ hơn thì ông Trọng sẽ phải có nhượng bộ. Ông ấy có thể nhượng bộ về nhân sự Bộ Chính trị để đổi lại những người ông ấy lựa chọn có thể nắm giữ những vị trí chủ chốt, ông nói thêm. Đại hội 13 Việt Nam cần dành 5 năm tới cho cải cách nền tư pháp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc kỳ họp bàn về nhân sự cho kỳ bầu cử khóa tới. Nhiều vấn đề xung quanh tiêu chí lựa chọn nhân sự được đặt ra. Tôi cho rằng những ai nhận ra cần phải cải cách nền tư pháp một cách mạnh mẽ để xây dựng và phát triển đất nước thì đó là nhân sự và phương hướng đúng đắn cho nhiệm kỳ tới. Một số vấn đề đặt ra với cải cách nền tư pháp hiện nay như sau. Triển khai thực hiện việc chuyển các trại giam giữ sang Bộ Tư pháp quản lý, bao gồm các trại giam thi hành án phạt tù và trại tạm giam, nhà tạm giữ đối với các bị can, bị cáo đang trong quá trình điều tra xử lý hình sự. Đây là kế hoạch đã được đặt ra từ năm 2005 bởi Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị lúc đó về tầm nhìn cải cách tư pháp đến năm 2020. Tới nay đã là năm cuối của thời hạn nhưng kế hoạch vẫn chưa làm được. Có lẽ đây là vấn đề ảnh hưởng lớn về quyền lực nhà nước, do muốn nắm giữ quyền lực chính trị cho nên đã có sự e ngại không muốn cải cách vấn đề này. Nhưng việc để tồn tại một điểm thiếu khoa học, tư pháp này lại gây ra nhiều hệ lụy bào mòn niềm tin của dân chúng vào tín nhiệm của nhà nước. Tới nay nếu muốn thực hiện sẽ đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị lớn, có lẽ là phải có một tập thể nhiều người. Cho nên những nhân sự nào cùng quyết tâm thực hiện chủ trương này sẽ xứng đáng là nhân sự đúng cho nhiệm kỳ tới. Một điểm thuận lợi trong vấn đề này là lâu nay đã được nghiên cứu rồi, giờ chỉ việc đem ra thực hiện. Việc cải cách nền tư pháp cũng cần phải sửa đổi pháp luật tiến tới quy định. Chỉ tòa án mới có quyền ra các lệnh bắt giam giữ, khám xét và thu giữ đồ vật. Khi đó cơ quan điều tra hay viện công tố muốn bắt giữ thì phải xin lệnh của tòa án mới được thực hiện. Ngoài ra phải triển khai lắp đặt đầy đủ các thiết bị ghi âm, ghi hình khi hỏi cung. Củng cố vị thế vai trò cho luật sư bào chữa tham gia ngay từ đầu các vụ án hình sự. Những vụ án oan như Hàn Đức Long là do không có luật sư tham gia ngay từ đầu. Vụ án Hồ Duy Hải có lẽ cũng vậy. Mãi sau mới xuất hiện luật sư. Thực hiện đúng quy định về quyền trình bày lời khai của bị can, bị cáo ở các nước thì đó là quyền im lặng. Tạo cơ chế để luật sư bào chữa gặp gỡ giải thích rõ cho bị can hiểu về quyền trình bày lời khai của mình để biết cách thực hiện. Vì đó là quyền cho nên không bắt buộc phải khai báo, có quyền từ chối trả lời câu hỏi. Có người sẽ bảo những đề xuất như vậy luật sư chỉ biết nghĩ cho mình, nếu làm theo thì sẽ gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Cần phải biết nghĩ cho người khác, nếu không thì điều tra họ sẽ làm việc ra sao. Xin thưa như rằng toàn bộ những vấn đề đó là giá trị luật pháp văn minh bảo hộ con người. Pháp luật của các nước người ta đều đã thực hiện rồi, ngay như Trung Quốc đã là nước đã tập quyền mà họ cũng đã chuyển trại giam sang cho Bộ Tư pháp giống như hầu hết các nước. Việt Nam chờ đến bao giờ mới áp dụng, mãi lạc loài so với nhân loại tiến bộ hay sao? Các nước họ quy định như thế thì đâu phải họ trói tay cơ quan điều tra. Không phải vậy, thực chất tất cả những nội dung trên sẽ chỉ đặt ra yêu cầu với cơ quan điều tra là phải thay đổi đường lối nghiệp vụ và làm án của mình, phải tiến bộ lên và từ bỏ những lạc hậu đi. Lâu nay việc điều tra luôn coi hoạt động lấy cung là khâu điều tra quan trọng và trọng yếu, hầu như tập trung mọi hoạt động vào đó, tập trung mọi thời gian và nhân sự vào việc lấy cung, ghi chép lời khai, nhưng đó là cách làm lạc hậu. Đúng ra việc điều tra phải tập trung vào hiện trường, tìm kiếm nhân chứng, vật chứng, nâng cao kiến thức về tâm tính con người, về ngành tội phạm học, để suy nghiệm về hành vi của hung thủ, đoán định động cơ mục đích phạm tội, từ đó xác định phương hướng điều tra và xác định định hình hung thủ. Lấy ví dụ như việc xác định động cơ mục đích phạm tội trong vụ Hồ Duy Hải, cô gái nạn nhân khi bị giết đều đeo rất nhiều trang sức trên người. Cả hai cô đều có vòng cổ tay bằng vàng, nhẫn đeo tay bằng vàng và hoa tai bằng vàng, dây chuyền bằng vàng. Khi hai cô gái cùng ngồi cạnh nhau giải quyết cho khách dịch vụ ở bưu điện thì sẽ đập vào mắt kẻ nào đó, nảy sinh ra lòng tham. Đến ngày cuối năm sắp Tết, do cần tiền nên hung thủ đã gây án làm liều. Vậy có thể xác định động cơ giết người để cướp tài sản, chứ khó có thể là hiếp dâm, khó có thể có ý định hiếp ở nơi công cộng và lại có tới hai người. Khi đó việc điều tra phải tập trung vào tìm kiếm, thu thập đầy đủ các dấu vân tay có ở hiện trường, sàng lọc với cơ sở dữ liệu, danh chỉ bản kể để khoanh vùng nghi phạm. Thu thập đầy đủ các mẫu máu và các vết máu ở hiện trường, các mẫu máu đó có thể của nạn nhân hoặc của hung thủ, đưa đi giám định đối chiếu với những người đã được vào vòng tình nghi. Thu thập bảo quản những vật dụng có thể là công cụ phương tiện phạm tội như dao, thớt, ghế, rồi qua các trang thiết bị khoa học hiện đại đưa ra xét nghiệm, từ đó đưa ra chứng cứ vật chất khách quan để xác định thủ phạm. Cũng nên biết rằng những vụ án khó xác định dấu vết thủ phạm như vụ Hồ Duy Hải cũng không phải là nhiều trong tổng số án hình sự hàng năm. Hầu hết số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đánh chém nhau hay tội phạm kinh tế thì nghi phạm đều được xác định ngay và tài liệu chứng cứ tương đối rõ ràng về thu thập. Việc còn lại trong các vụ án đó là tổng hợp tài liệu chứng cứ áp vào các yếu tố cấu thành tội phạm để kết luận. Cho nên, những vấn đề như quyền im lặng, vai trò luật sư bào chữa, ghi âm, ghi hình khi hỏi cung không phải gây khó dễ cho điều tra, không phải tự nhiên mà đã có trong luật. Nó đã có bởi đó là đúng đắn, là văn minh, là nhân quyền, và hiện nay luật đã có thì việc cần làm và vượt qua những gì ì trệ, lạc hậu, lạm quyền, lười nhác, không chịu trau dồi, cố gắng để thực hiện cho đúng. Việc xây dựng một nền tư pháp công minh tiến bộ sẽ đem đến cho lợi ích cho tất cả các bên, gồm tất cả những người đang có quan điểm khác nhau. Sự bất an lâu nay tồn tại ở nơi này nơi kia cũng chỉ vì thiếu một khả năng bảo hộ bởi tư pháp. Người có tội thì hoảng sợ, người không vi phạm cũng không thể yên tâm. Một nền tư pháp công minh tiến bộ sẽ giúp cho những người mắc lỗi lầm sẽ phải chịu mức hình phạt tương ứng với mức lỗi của mình gây ra, thay vì nặng hơn. Và người không vi phạm cũng có thể yên tâm vì nền tư pháp có đủ khả năng nhận ra điều đó thay vì gây oan. Nhìn sang bên Hàn Quốc, nền tư pháp của họ đã xử lý cả tổng thống và là tổng thống đương nhiệm. Điều đó cho thấy quyền lực tư pháp của họ lớn đến thế nào mà đã không hề có đổ vỡ xáo trộn gì lớn. Tất cả chỉ gồm có một số tờ giấy, một số điều luật, một số vụ bắt giữ, một số vụ thẩm vấn và phiên tòa. Nếu tới đây có người sẽ hỏi, vậy thì phải làm như thế nào? Lâu nay nhiều người đã yêu cầu phải có tư pháp độc lập, nhưng nếu vấn đề này như vậy thì lại bế tắc. Đảng cầm quyền đang lãnh đạo đâu chịu từ bỏ quyền của mình đối với tư pháp. Tôi cho rằng chưa cần phải đòi hỏi tư pháp độc lập, mà cần yêu cầu thực hiện một số biện pháp kỹ thuật để tăng tính độc lập tương đối cho các thẩm phán, để từ đó tạo lập sự công tâm khách quan trong việc làm. Tức là khi đã trao quyền cho tòa án như quyền quyết định việc bắt giam giữ, thì để đảm bảo quyết định của tòa là công tâm và khách quan, có thể thực hiện một số biện pháp kỹ thuật như sau. Ngành tòa án có một quyền lớn rất đặc thù, đó là quyền tuyên án tù, án tử hình, tước đoạt quyền lợi và tài sản kinh tế nhiều tỷ đồng, mà đối với con người thì có điều gì giá trị hơn tính mạng và tự do. Do quyền thẩm phán đặc biệt giá trị như vậy cho nên mức lương không thể ngang bằng với ngạch hành chính khác, phải nâng lên gấp 4,5 lần hiện nay. Cũng nên nhớ rằng số lượng thẩm phán và biên chế ngành tòa án lại không cao. Tổng biên chế ngành tòa án hiện nay chỉ có khoảng 17.000, con số quá nhỏ so với các ngành khác. Mấy tháng trước, một vị lãnh đạo tòa án tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cho tôi biết biên chế của ngành tòa án cả nước chỉ khoảng 17.000, nhưng biên chế ngành giáo dục riêng của tỉnh Thanh Hóa đã là 11.000. Vậy thì 63 tỉnh sẽ lớn thế nào? Biên chế ngành tòa án của tỉnh Thanh Hóa khoảng 400, nhưng biên chế của công an riêng thành phố Thanh Hóa đã 1.000. Vậy thì biên chế của cả tỉnh sẽ lớn biết bao nhiêu? Cho nên số lượng biên chế không lớn là một điểm thuận lợi có thể giải quyết việc tăng lương cho thẩm phán. Thứ hai là nâng thời gian nhiệm kỳ của thẩm phán lên 10 năm thay vì 5 năm như hiện nay. Họ sẽ không chịu bị đánh giá kỷ luật về các quyết định tư pháp. Ngoài ra là mở rộng đối tượng tuyển dụng thẩm phán cho cả luật sư. Thứ ba là tăng số lượng thành viên hội đồng xét xử, tăng thêm số lượng hội thẩm nhân dân. Hội đồng xét xử sẽ có thể lên 9 người như ở Nhật Bản và mở rộng chọn luân phiên trong dân chúng để tăng tính độc lập trong các phán quyết. Thứ tư là thành lập tòa án khu vực. Trước đây ngành tòa án đã có đề án này để giảm sự ảnh hưởng chi phối của chính quyền cấp huyện đối với các tòa án huyện, nhưng đề án này đã không được thực hiện. Nay nên xem xét lại việc thực hiện. Những vấn đề đặt ra như vậy là yếu tố sẽ phải thực hiện. Có thế mới mong có được một nền tư pháp công minh tiến bộ là nền tảng cho phát triển. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.